Phu nhân Mai Anh tiết lộ ước muốn cuối đời của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu khiến ai cũng xót xa. Tôi mong có dịp trở lại Việt Nam thăm mồ mả ông bà, mang tro cốt của ông khi về đất nước bình yên. Ông già có chối rằng nếu được thì đem chôn tại quê ông ở Phan Giang, nếu không thì xài một nửa xuống biển, một nửa trên núi. Bà Nguyễn Văn Thiệu nói như vậy về ước vọng của bà như là một người phụ nữ bình thường không quên nhớ ơn tổ tiên và dòng họ. Bà Nguyễn Thị Mai Anh sinh năm 1931 là phu nhân của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Bà là đệ nhất phu nhân đầu tiên của chính thể đệ nhị Cộng Hòa, thời kỳ năm 1961 đến năm 1975. Đôi khi bà còn được gọi là bà Nguyễn Văn Thiệu, đặc biệt là trong truyền thống phương Tây. Ông bà thành hôn năm 1951. Bà sinh năm 1931, là con gái thứ 7 nên có biệt danh là cô Bảy Mỹ Tho trong một gia đình có 10 anh chị em. Xuất thân trong một gia đình công giáo toàn tòng ở Mỹ Tho, nhưng do truyền thống đông y, bà chịu ảnh hưởng khá lớn nề nếp, gia phong phong kiến và nhất là cách đối nhân xử thế. Một người từng phục vụ trong Dinh Độc Lập dưới thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nhận xét: "Tôi luôn luôn giữ lòng quý mến đối với Tổng thống phu nhân. Bà lúc nào cũng giữ nếp sống bình dị của người đàn bà phúc hậu, bao dung của vùng sông nước, đồng bằng sông Cửu Long. Đối với tôi, bà Thiệu là hình ảnh một người mẹ, một người vợ hiền đảm đang, hơn là một vị đệ nhất phu nhân sống trong tột đỉnh của quyền thế và nhung lụa giàu sang. Bà là điển hình của một mẫu người phụ nữ lớn lên trong gia đình được hấp thụ trọn vẹn một nền giáo dục khổng mạnh mà chúng ta thường thấy trong xã hội miền Nam ở thời kỳ thập niên 40. Bà Thiệu luôn luôn tỏa ra sự trong sáng và vui tươi. Bà không bao giờ câu nệ về cách ứng xử của nhân viên thuộc cấp. Mỗi lần gặp bà luôn lên tiếng hỏi thăm sức khỏe của chúng tôi trước, không kịp để chúng tôi chào bà. Điều đặc biệt, bà không bao giờ đề cập tới bất cứ chuyện gì có liên hệ đến việc làm của ông Thiệu với chúng tôi. Trong suốt thời gian làm việc ở đây, chỉ có một lần duy nhất tôi nghe bà than phiền với ông Thiệu bằng lời lẽ rất ôn tồn về một nhân vật có đầy quyền thế tại phủ Tổng thống trong lúc tôi đang đứng bên cạnh. Tuổi hoa niên, bà cùng với người em gái Tám Hảo thường xuyên lên Sài Gòn để học tập và thăm người thân. Do gia đình quen biết với dược sĩ Huỳnh Văn Xuân, làm việc ở Viện Bào chế Trang Ai, hai chị em bà được giới thiệu làm trình dược viên tại Viện Bào chế Russell và chính ông Huỳnh Văn Xuân đã làm mai mối cho Nguyễn Văn Thiệu, bấy giờ mang cấp hàm trung úy, quen với Mai Anh. Mặt khác thì cậu của Mai Anh, Đặng Văn Quang, cũng là bạn đồng khóa trường võ bị Đà Lạt với ông Thiệu, nên mối tình nhanh chóng được xúc tiến tới hôn nhân. Dù có chút trở ngại vì Mai Anh là tín đồ của công giáo, ông bà chính thức làm lễ cưới vào năm 1951. Sau này, vào năm 1958, ông Thiệu mới sửa tội theo công giáo. Trong những năm chồng mình đạt đến đỉnh cao của quyền lực, không như đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân, bà hoàn toàn không can dự vào chính trường mà đi nhiều vào các hoạt động xã hội. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, do những áp lực từ chiến trường, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức trên truyền hình và rời Việt Nam với tư cách đặc sứ Việt Nam Cộng Hòa Đài Bắc, Phùng Điếu, Tưởng Giới Thạch. Đêm ngày 25 tháng 4, bà cùng chồng và các con sang Đài Loan, từ đó nhập cảnh Hoa Kỳ và sống ở Boston cho đến nay. Lần đầu tiên người ta biết thêm về đôi chút về gia đình của cựu nguyên thủ Việt Nam Cộng Hòa kể từ khi hai ông bà và những đứa con ra khỏi Dinh Độc Lập tháng 4 năm 1975 để sống ẩn dật tại bên ngoài thành phố Boston, Massachusetts. Từ hơn 26 năm nay, người ta không được biết gì nhiều cho đến khi, với một đám tang lớn gây ngạc nhiên cho cả vùng Boston, ông mãn phần ở tuổi 78. Bà Nguyễn Văn Thiệu đến San Diego cùng với hai người con là Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Thiệu Long để dự lễ tuần bách nhật của Tổng thống Thiệu do Hội Đền Hùng Hải Ngoại cùng với nhiều hội đoàn vùng vị phối hợp tổ chức. Hơn 500 người đã dự lễ, trong đó có nhiều chính khách, quan chức chính quyền, tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Nếu so với những bức hình chụp chung khi ông còn sống, thì bà Nguyễn Thị Mai Anh, năm nay 71 tuổi, quê ở Mỹ Tho, thuộc một gia đình công giáo, không thay đổi bao nhiêu. Một phụ nữ đã cố tình đến hội trường American trên đường Story chỉ để nhìn bà, cho biết và có nói rằng bà đẹp và sang quá. Sáng người thấp và tròn trịa, mái tóc bạc trắng trải gọn gẽ, một tướng đi khoan thai, một giọng nói nhỏ nhẹ và chậm rãi. Bà Mai Anh trong chiếc áo dài gấm đen, có điểm những chữ thọ trắng là cái đinh của buổi lễ. Khách đến với bà đông đảo và vẫn trân trọng bà như là phu nhân của người từng nắm quyền ý nhất của đất nước với lập trường chống cộng đến cùng, chứ không phải là vợ của một lãnh tụ bị thất sủng về vườn.
Tuy vậy, nếu với các bạn bè thân thiết trong nội các cũ của chồng mà trò chuyện cởi mở, thì với báo chí mà lại tỏ ra ngần ngại và e dè. Ngay cả khi được mời lên tiếng cảm ơn quan khách tại buổi lễ, bà cũng nhường cho trưởng nữ Tuấn Anh. Cho đến buổi chiều tại đền Quốc Tổ, và sau nhiều lần nài nỉ, câu trả lời của bà vẫn là: "Thôi cho tôi miễn đi, tôi có biết gì đâu mà nói." Nhưng sau cùng thì bà lại nhận lời cho chương trình truyền hình Diễn đàn Việt Nam, chương trình phát thanh của cộng đồng người Việt do Quang Chánh phụ trách và báo Việt Mercury một vài phút tâm tình. "Chỉ nói chuyện gia đình tôi nha, tôi không biết chuyện chính trị gì đâu," bà dặn trước. Việc ông đi đột ngột cũng làm cho gia đình hơi bối rối. Mới hôm trước ông đi khám bác sĩ cho thấy tim mạch đều tốt, mà ngày hôm sau huyết áp tăng cao đưa đến hôn mê, rồi ông đi luôn sau khi cho biết bị nhức đầu quá. Bây giờ thì tinh thần ổn định rồi, con cái cũng dắt đi đây đi đó cho khuây khỏa. Bà nói, trong suốt buổi lễ, với phần nhắc lại tiểu sử của chồng cùng với những đoạn phim thời sự, người ta chỉ thấy con gái Tuấn Anh nhiều lần thấm nước mắt, phải lấy kính đen ra đeo, còn bà Mai Anh thì tỏ ra bình tĩnh hơn, như ngồi bất động trên chiếc ghế sắt như mọi người khác, chứ không được dành riêng một cái ghế bành trịnh trọng như vẫn thường thấy trước đây. "Ông già làm gì và liên lạc với ai thì mấy mẹ con tôi không biết gì đâu." Bà kể lại về những sinh hoạt của ông Thiệu khi sống tại vùng Boston. Bà cho biết ông già là tên gọi thân mật trong gia đình. "Tôi có hỏi ông thì ông chỉ nói, có gì đâu, tôi chỉ nói chuyện với bạn bè. Ông kín đáo lắm, tôi hoàn toàn không biết gì, nhưng với vợ con thì ông già rất vui vẻ và tử tế." Bà nói thêm rằng chồng bà không chỉ kín đáo trong công việc mà ngay cả trong tình cảm, ông cũng kín đáo theo phong tục cổ xưa. "Các con hay hỏi tôi rằng tại sao không thấy ba mẹ hay nói những điều âu yếm với mẹ. Các con tôi hay hỏi tôi rằng tại sao không thấy ba hôn hay là nói điều gì âu yếm với mẹ. Tính ông ấy là như vậy." Bà nói, lúc còn cầm quyền, ông Thiệu được xem là một người nhẫn nại, thận trọng và mưu trí. Trong năm 1975, người dân Sài Gòn còn đồn đãi với nhau về những chuyện buôn lậu tham nhũng, bên cạnh chuyện ông Thiệu có liên hệ tình cảm với một vài ca sĩ và với cả một chủ nhà hàng bên ngoài Sài Gòn. Tất nhiên là cũng chỉ là tin đồn, không ai biết thực hư ra sao. Theo lời của một nhân vật thân cận trong chính quyền trước đây, không muốn nêu danh tính. Bà Thiệu là một người đứng cạnh chồng, một người chỉ biết lo cho gia đình, không phải là người của quần chúng. Người này còn công nhận bà Thiệu là một người đáng kính, không có cái kinh kiệu vênh váo của một người có quyền thế. Thỉnh thoảng và cũng rất ít, bà xuất hiện đi ủy lạo cho thương bệnh binh và chưa hề tuyên bố bất cứ một điều gì. Vì thế, việc bà nhận trả lời phỏng vấn của báo chí mới hôm Chủ nhật vừa qua là cả một sự phá bỏ thông lệ mà bà vẫn giữ từ xưa cho đến nay. Bà Mai Anh cho hay, ông già rất khắt khe trong việc dạy dỗ con cái. Ông theo xưa chớ không chịu lối giáo dục phương Tây. Cũng vì thế mà người con trai út, Nguyễn Thiệu Long, sinh bên Anh năm 1976, nói tiếng Việt rất rành. Nếu có ai tưởng lầm, hỏi chuyện bằng tiếng Anh thì mới thấy Long trả lời sành sõi bằng tiếng Việt thì phát âm không rõ lắm. Chị lớn của Long, Tuấn Anh, người con gái từng làm cả Sài Gòn phải chú ý khi thành hôn trong một đám cưới quy mô đình đám được tổ chức tại Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn và dạ tiệc tại nhà hàng cao cấp năm 1973 cũng có mặt ở San Diego. Với một chiếc áo dài đen, dáng người thấp và mảnh khảnh, Tuấn Anh luôn luôn đi sát mẹ tại những buổi lễ cũng như là tại đền Hùng trên đường số 9. Việt Mercury đã cố hỏi cô một vài câu thì cô chỉ cười rồi quay chỉ tay sang mẹ Mai Anh. Hỏi bà Thiệu rằng tại sao gia đình lại chọn Boston thay vì những vùng có khí hậu ấm áp hay là những nơi có đông đảo người Việt cho bớt nhớ nhà, thì bà đáp rằng, ông nói rằng ở xa xa đặng thở cho dễ. Ông bà Thiệu có ba người con ruột, hai trai và một gái. Người con gái nữa trong gia đình là Nguyễn Thị Phương Anh, là con của anh ông Thiệu mà hai ông bà nhận nuôi khi mẹ ruột của Phương Anh qua đời. Sau nó coi tôi như mẹ ruột, bà cho biết. Lúc đầu thì cả gia đình định sang sống tại Đài Loan, nơi trước đó ông Nguyễn Văn Kiều, anh của ông Thiệu làm đại sứ. Sau khi con trai thứ hai, Nguyễn Văn Lộc sang Anh đi học, thì cả nhà lại sang sống tại London, cho đến khi mấy người con sang Mỹ tiếp tục học vấn, thì cả nhà cũng đến định cư tại Boston năm 1985, và bà Mai Anh nói rằng sẽ ở lại đó luôn cho gần con cái. Tôi ở đó luôn, chớ dọn nhà không nổi đâu. Buổi lễ hội trường trên đường Story diễn ra long trọng với các nghi thức tế lễ đầy đủ, theo phong tục cổ truyền của Việt Nam, với tiếng trống, tiếng chiêng và nhiều quan khách Việt Mỹ tham gia. Bữa cơm tối tại Quốc Tổ Vọng Từ thì đầy những thân tình ấm áp của một buổi họp mặt bằng hữu với mâm cỗ bình dân như là gà luộc chấm muối tiêu chanh,
đồ xào bóng sa heo, xua cải chua, canh măng nấm đông cô và xôi chè. Tuy vậy thì vào lúc sáng, ở bên ngoài hội trường hành lễ cũng có một người phụ nữ đơn độc phân phát đến mọi người những bức thư ký tên là Nancy Trần với một số điện thoại ở San Diego, với nội dung đả phá việc làm của hội đền hùng là ngu xuẩn, thiếu suy nghĩ và gọi ông Thiệu là tội đồ của dân tộc Việt Nam. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Thiệu bị chỉ trích nhiều nhất và bị coi là người phải gánh chịu tất cả trách nhiệm khiến cho miền Nam sụp đổ, đưa đến việc triệu người phải bỏ nước ra đi. Vào những ngày cuối đời, tướng Dương Văn Minh cho biết muốn an nghỉ vĩnh viễn tại quê nhà trước khi qua đời. Giờ đây người ta biết thêm, tướng Nguyễn Văn Thiệu cũng có ước muốn tương tự. Không ai biết đến bao giờ, hai ông mới về lại được quê hương sinh quán, nơi mà có lúc một phần nửa đất nước hiện nay nằm gọn trong tay của hai ông. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo.